Nếu mà tôi phá vỡ cam kết thì tôi phải bồi thường như thế nào? Thì đó là cần thiết. Thì đó là cam kết đúng không? Đưa ra một cái lựa chọn cho người được kèm cặp để họ lựa chọn và hiểu. Cái này tôi nghĩ là một hướng khác là tức là có thể một trò chơi tâm lý. Mà ở đây tôi muốn là cái người mà kế thừa đó phải thể hiện sự quyết tâm đi đến con đường cuối cùng, đạt được mục tiêu. Do đó nên có thể tôi chơi một trò chơi tâm lý thôi. Hoàn toàn hai cái đó có thể giống nhau. Bạn có quyết tâm không? Nếu giờ sự chọn người kế thừa mà anh này ngay từ đầu bước đầu anh không có sự quyết tâm gì hết thì không thể nào mà đào tạo, không thể cầm kết được. Một câu hỏi đặt ra là Morpheus đã biết Neo sẽ là người lãnh đạo, tức là ông này có tầm nhìn quyết tâm rất lớn, nhưng mà cái hành động ông đưa ra cũng là một hành động rất là rủi ro, đúng không? Lỡ Morpheus lấy đi màu xanh thì sao? Mình không nghĩ như vậy. Giả sử nếu mà lấy màu xanh thì đúng rồi, thì không có gì hết. Không phải, anh đó, ảnh đã biết Neo trước khi ảnh đưa viên thuốc rồi. Thành ra với tính cách của Neo, Neo mới được chọn. Và với tính cách của Neo, chắc chắn Neo sẽ chọn viên màu đỏ. Theo tôi, quan điểm tôi là trong cả quá trình đào tạo là phải kiểm tra liên tục, phải đánh giá liên tục. Nếu không đánh giá thì anh sẽ bị lầm. Hà anh dừng lại ở đây, tiếp tục anh chọn đường khác, chứ không lẽ là anh lầm toàn đoạn của anh không đánh giá. Thì ở đây có hai quan điểm, mình sẽ thấy rằng cái việc mẫu first đưa viên thuốc màu xanh màu đỏ cho Neo là một hành động rất là khôn ngoan, có thể là để đánh giá, nhưng mà có thể một cái hành động mẫu first biết chắc là anh Neo này sẽ chọn viên màu đỏ, anh sẽ chọn màu đỏ, đúng không? Nhưng mà tại sao đã biết chắc rồi còn đưa cho anh lựa chọn làm gì? Để Neo cam kết, để tạo sự cam kết, đúng không? Tức là mẫu first là một người lãnh đạo rất sức là tâm lý, ngay biết chắc chắn 100%, nhưng mà mình phải để Neo là người quyết định, đúng không? Thì Neo mới có thể thể hiện bản lĩnh và sự cam kết sau khi được là người Morpheus chọn, đúng không? Với tôi nghĩ rằng đây là một cái cách cũng rất là khôn ngoan, là mọi thứ đều có lựa chọn và đây là cái anh lựa chọn. Ví dụ như chúng ta hay nghe nói là cái lý thuyết là lý thuyết trẻ con chẳng hạn. Ví dụ như một đứa con không muốn ăn nhưng mình để cho nó tự làm, nó tự quyết định thì nó sẽ tốt hơn, đúng không? Vậy thì khi cái này là không phải là Morpheus yêu cầu Neo phải chọn, mà là Neo tự chọn lấy, có nghĩa là Neo phải chịu trách nhiệm về những cái lựa chọn của mình. Chịu trách nhiệm những cái quyết định của mình, đúng không? Mặc dù biết chắc rằng anh sẽ chọn cái đi thuốc màu đỏ. Em có thêm một câu hỏi là ví dụ như Neo chọn viên màu xanh thì giống như là thí dụ như mấy anh đã đặt niềm tin vào một cái người nào đó muốn là kèm cặp và thay thế vị trí mình, nhưng mà người đó lại không cam kết, thì mấy anh có tiếp tục dùng cách khác để mà chiêu dụ người ta hay không, hay là lại quay sang một người khác? Một câu rất hay. Rất khó. Anh chị em nào chia sẻ? Ở đây chắc là để tụi chia sẻ với chỗ chị Cao một tí xíu. Riêng câu hỏi của chị Cao là câu hỏi rất là bình thường hàng ngày, mới thấy giống như là mình rơi vô cái thế mà ngày xưa mà Tào Tháo rơi vô thế, là gọi là cái thế cân kê. Cân kê là sao? Có nghĩa là cục gân gà, nhai thì nuốt không được, sợ nó không tiêu, mà nhá ra thì thấy tiếc. Có trường hợp này chứ ai mà đưa ra hai viên thuốc bóc lẫm liền dễ quá. Cho nên cái việc mà người ta bóc viên màu xanh, tôi nghĩ chưa phải là thất bại đâu. Nếu mà tôi nghĩ nếu một người lãnh đạo hay là một người huấn luyện mà có cái tâm mưa dầm thấm đất, chiêu này không được, dụ chiêu khác. Có nghĩa là mình nếu mình đã nhìn thấy cái người này đã có cái tố chất và đã có một cái kiến thức, và mình đặt niềm tin vào họ, mình muốn họ là người giỏi, một người cộng sự tốt trong doanh nghiệp, cách tiếp cận của mình đưa ra mới thử thách, họ thấy nó hoang mang quá, họ chưa định hướng được, tại vì có thể lúc đó họ chưa hiểu được cái thâm ý của mình, thì mình cứ nói em cứ về suy nghĩ đi, anh ghi nhận em nhận viên màu xanh, nhưng mà một ngày nào đó em sẽ nhận viên màu đỏ, để luôn luôn đầu óc nhân viên mình nó bị ám ảnh bởi viên thuốc màu đỏ này, chứ không phải rồi cảm ơn em nha, em không là lực lượng kế thừa. Thì trong cách hành xử như một nhà lãnh đạo, mình phải luôn luôn phải có kế hoạch, đúng không? Mình đừng bao giờ nghĩ đó là cơ hội cuối cùng, đúng không? Đó là mình làm việc với người khi ta. Khi mình đưa ra cái đề nghị thì mình sẽ biết là người ta sẽ lựa chọn cái gì. Ngay cả việc nếu mà họ lựa chọn viên thuốc màu xanh thì mình chắc chắn mình cũng phải có kế hoạch cho viên thuốc màu xanh. Nếu mà mình nghĩ đây là lựa chọn, mà trong hoàn cảnh của phim mình sẽ thấy là đương nhiên Morpheus là biết chắc anh Neo sẽ chọn viên màu đỏ. Tôi thì quay lại cái bối cảnh trong phim đó, thì tôi chỉ khai thác ở một góc độ khác thôi. Bởi vì đây quá rõ rồi, đây quá rõ thì bóc viên màu đỏ thôi. Nhưng mà tôi nói, để mà cái anh Neo này bóc viên màu đỏ, thì cái bối cảnh trong phim mới là quan trọng. Có nghĩa là cái người lãnh đạo tạo ra một cái môi trường, cái cách dẫn dụ, hay là gọi là mình dùng cái từ dân giả là dụ dỗ đi. Dụ dỗ cái anh chàng Neo này phải lộ một cái viên màu đỏ. Mình cái đó là tôi đang từ khác đi, mình muốn chọn từ khơi gợi. Mình làm sao mình khơi gợi. Thì tôi đang muốn nói một cái góc độ là
cái thái độ cầu thị của cái ông sếp. Khi ông vô, ông cái cách nói chuyện của ông với cái ông Neo này rất là giữa một người cộng sự chứ không phải là cấp trên và cấp dưới. Đó là cái thứ hai nữa, ông nói mang cái mùi triết lý của đạo giáo nhiều lắm. Có nghĩa là anh, nếu mà anh sống trong cái thế giới của anh bây giờ, anh bị ràng buộc, anh thì như chị Khánh nó khơi gợi cái óc tò mò. Đó, đúng. Đó, cho nên tôi mới nói là cái việc chọn cái viên màu đỏ hay viên màu xanh đó là cái kết quả của một quá trình. Chứ các anh đừng có bao giờ bắt người ta vô thả anh bàn đây này, làm theo anh nó được vậy này, không được vậy này, em chọn đi về. Đúng là rồi. Chắc thế là mình sẽ thấy là ông biết chắc là Leo sẽ chọn viên đỏ, nhưng mà khi Leo vừa định chọn viên màu đỏ, ông không cho chọn, đúng không? Ông đó là xua lại hả? Chắc không. cái này mới là cái này quan lý, trọng. Cái này mới là cái quan trọng của vấn đề, chứ không phải là chuyện xanh hay là đỏ. Thì anh Morpheus sẽ thấy là một bậc thầy về tâm lý. Là anh biết chắc nhưng mà anh ông vẫn không cho chọn. Gợi tò mò. Gợi cho Neo thách thức, có cảm giác là tôi muốn lấy cái thách thức đó. Cái đó mới là cái quan trọng. Rồi. Thử thách ngược lại anh này, đúng không? Thì thay vì mình đi, mình tạm gọi là cái từ mình đi dụ dỗ người ta, thì chính người ta bị hấp dẫn bởi những cái khó khăn của mình. Và chính người ta phải là người thích đi giải quyết những khó khăn đó. Cuối cùng người ta lại lấy cái cam kết. Đi cam kết từ đó. Thì trả lời cho câu hỏi của cô Cao á, thì mình thấy rằng cái thời điểm mà mình đưa ra những cái cam kết để cho người ta quyết định rất là quan trọng. Mình phải suy nghĩ, mình đừng nên vội vã, đúng không? Các bạn đều đưa ra ý kiến là trong trường hợp đó mình đừng nên vội vã. Mà có trường hợp là người ta từ chối thì mình cũng nên tìm cách khác chẳng hạn. Đó cũng là một cái xử lý. Nhưng mà khoan vội vã trước những quyết định để người ta có thời gian người ta lựa chọn. Và mình lựa cái thời điểm mà người ta khó có thể tối trừ, mà người ta tự giác chấp nhận cam kết, coi thử thách của mình là thử thách của chính họ, đúng không? Có thể bàn một cái khía cạnh khác, ví dụ như là chúng ta chọn cái người đó chúng ta kèm cặp, nhưng mà thực tế trong quá trình chúng ta làm như vậy thì người ta có thể từ chối, thì rõ ràng đó là cái cơ hội cho cái người chọn chúng ta đánh giá lại, có khả năng là mình chọn sai, hoặc ít ra mình sẽ tìm được cái được là điểm yếu người đó là gì, tại sao người ta không chấp nhận cái đề nghị đó của mình, hoặc là không chấp nhận cái kèm cặp của mình, để mình biết được cái điểm yếu đó và mình sẽ tìm cái phương thuốc khác tốt hơn để mình kèm cặp cái vấn đề đó. Còn quay lại cái tình huống của phim á, thì mình thấy một cái điểm là cái bối cảnh của phim là Neo là một cái lập trình viên của một cái công ty rất là nổi tiếng về lập trình. Đặc điểm của anh này ban ngày là làm nhân viên, ban đêm á thì lại ảnh là một hacker. Mà đặc điểm của hacker là gì? Là tò mò. Như vậy rõ ràng Morpheus hiểu rất rõ anh này là mà đang tò mò là hiểu Morpheus là ai và hiểu Matrix là gì. Vậy chắc chắn một điều là anh không bao giờ muốn dừng. Anh phải tò mò, anh muốn hiểu được Matrix là gì mới là quan trọng. Thành ra một điều chắc chắn là Morpheus biết được chắc Neo chắc chắn sẽ chọn viên thuốc màu đỏ. Kỹ năng của người quản lý là điểm đó, đúng không? Mình chọn đúng thời điểm và người ta không thể chối từ và người ta cam kết làm chuyện đó. Thì mình sẽ thấy là mình xem một cái video clip nữa. Video clip này mình thấy rằng Morpheus có thể là một bậc thầy không về vấn đề tâm lý, đem Neo đến một nhà tiên tri Oracle. Và giống như là chẳng hạn như không biết có nhiều công ty đi tuyển dụng dẫn nhân viên đến ông thầy bói. Thầy bói nói không biết là coi cậu này được không? Thì điều này có nguy hiểm không? Thì mình thấy trong phim và trong đời sống thì mình ứng dụng trong trường hợp này như thế nào? Có cần thiết không? I'd ask you to sit down, but you're not going to anyway. And don't worry about the vase. What vase? That vase. I'm sorry. You're cuter than I thought. I can see why she likes you. Who? Not too bright, though. I better have a look at you. Open your mouth, say ah. Ah.
Okay. Now I'm supposed to say, that's interesting, but then you say. But what? But you already know what I'm going to tell you. I'm not the one. Sorry, kid. Poor Morpheus. Without him, we're lost. What do you mean, without him? Are you sure you want to hear this? Morpheus believes in you, Neo. And no one, not you, not even me, can convince him otherwise. He believes it so blindly that he's going to sacrifice his life to save yours. What? And you're going to have to make a choice. In the one hand, you'll have Morpheus's life. And in the other hand, you'll have your own. One of you is going to die. Which one will be up to you? Oh, don't worry about it. As soon as you step outside that door, you'll start feeling better. You'll remember you don't believe in any of this fate crap. You're in control of your own life. Remember?